Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức lễ khởi công công trình công viên bên ngoài Nghĩa Trụng Hòa Vang và phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn đã vào dân hương tại Nghĩa Trụng Hòa Vang. Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo thành phố thành kính bày tỏ lòng tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Cẩm Lệ qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc. Dự án công viên bên ngoài Nghĩa Trụng Hòa Vang, tổng diện tích 6.184 m², được xây dựng trên khuôn viên của Bệnh viện Y học cổ truyền cũ đã di dời, gồm các hạng mục, sân hành lễ và các tiểu cảnh xung quanh sân hành lễ, chiếu dân hương và cảnh quan phía trước cổng vào Nghĩa Trụng, khu công viên cây xanh, v.v. Với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thi công trong vòng 90 ngày. Việc đầu tư mở rộng công viên bên ngoài khu di tích Nghĩa Trụng Hòa Vang là công trình văn hóa tiêu biểu, không ngoài mục đích nhằm bảo tồn và phát huy tốt nhất các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần khai thác tiềm năng, phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn quận. Cùng với lễ khởi công hôm nay, quận Cẩm Lệ phát động Tết trồng cây mừng Đảng mừng Xuân tại công trình công viên bên ngoài Nghĩa Trụng Hòa Vang, tạo không gian cây xanh bóng mát khu di tích. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, lễ phát động Tết trồng cây được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới đã tạo khí thế thi đua sôi nổi tại các địa bàn khu dân cư, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục khởi công mở rộng công viên bên ngoài khu di tích Nghĩa Trụng Hòa Vang. Công trình sẽ tạo thêm cảnh quan xanh đẹp, trang nghiêm, trang trọng cho khu di tích Nghĩa Trụng Hòa Vang, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước một cách thực tế và gần gũi. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ phát động lễ trồng cây tại khu vực này. Có thể nói đây là một sự kết hợp các hoạt động hết sức tinh tế và ý nghĩa của địa phương. Tôi kêu gọi mỗi người dân thành phố bằng hành động cụ thể hãy trồng cho mình một cây xanh ngay khi mình có thể. Hãy bảo vệ cây xanh ở xung quanh mình. Mỗi cây xanh được trồng tại đây sẽ không chỉ làm dịu mát đẹp hơn không gian linh thiêng này mà còn gửi gắm thông điệp về khát vọng hòa bình, bảo vệ môi trường để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Dịp này, quận Cẩm Lệ đã tiến hành trồng hơn 20 cây xanh tại vệt cây xanh khu vực tại công trình công viên bên ngoài Nghĩa Trụng Hòa Vang, tạo không gian cây xanh bóng mát khu di tích. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động trồng cây vào dịp đầu năm mới, mỗi độ Tết đến xuân về là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hoạt động trồng cây xanh tại đây có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ làm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, nó còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức cho người dân và thế hệ trẻ về truyền thống, bảo vệ di tích và giữ gìn cảnh quan môi trường.